Australia 108, tòa tháp độc đáo xứng tầm đẳng cấp. Tại Melbourne, Australia, thành phố lọt top 10 những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, lần đầu tiên xuất hiện một siêu phẩm kiến trúc, tòa tháp Australia 108, khu dân cư cao cấp nhất bán cầu Nam. Tòa lạc tại vị trí vàng của khu South Bank, thành phố Melbourne, tiếp giáp với khu thương mại trung tâm Melbourne sôi động. Australia 108 là nơi chủ sở hữu căn hộ thể hiện được đẳng cấp và cá tính riêng của mình, hoàn hảo, độc đáo và duy nhất. Tòa tháp là nơi hoàn hảo để sống, nhưng cũng là nơi mang lại lợi nhuận đầu tư cao khi lợi nhuận cho thuê ở mức cao nhất. Australia 108, biểu trưng của phong cách sống phóng khoáng xứng tầm, nơi những chủ nhân tương lai tận hưởng cuộc sống bình yên và hoa lệ trong từng khoảnh khắc. Từ ban công hay từ cửa sổ, chủ nhân sẽ đón trọn những ánh bình minh tinh khiết của ngày mới, hay dịu dàng cảm nhận những giọt nắng chiều buông xuống làn nước trong xanh của vịnh Melbourne. Vượt lên trên chuẩn mực của căn hộ hạng sang, siêu phẩm căn hộ Australia 108 là những biệt thự trên mây với tầm nhìn phóng khoáng ôm trọn khung cảnh thành phố Melbourne hoa lệ và những dải xanh ngút ngàn của mây trời và vịnh xanh mênh mông. Mỗi căn hộ là một sản phẩm độc bản, mang đậm cá tính và gu thẩm mỹ riêng của gia chủ, là tổ ấm của những chủ nhân yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, mong muốn hòa mình trong thiên đường xanh nhưng không kém phần tiện nghi và sôi động ở Melbourne. Bên cạnh đó, Australia 108 còn sở hữu những tiện nghi sống đẳng cấp vượt trội với Sky Lobby khoáng đạt, Sky Lounge, nơi gặp gỡ của những tư nhân danh tiếng và giàu có, Star Club đẳng cấp, Sky Swimming Pool bơi giữa ngàn sao, Sky Dining Room độc đáo cùng Sky Gym vô cùng hiện đại. Được thiết kế bởi tập đoàn thiết kế danh tiếng Core Design Group, tòa tháp cao 319m với 108 tầng có thiết kế độc đáo từ một tác phẩm điêu khắc kiệt xuất với những đường cong uốn lượn và mảnh mai nối liền mặt đất và bầu trời. Australia 108, nơi chuẩn mực khác biệt về phong cách sống đẳng cấp được thiết lập. Melbourne, vùng đất an lành và may mắn, luôn chờ đón bạn.